Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Ngài Chit Sokhon, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia và phu nhân đã đến thăm chùa Kadaransi ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Kadaransi, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương cùng chư tăng và Phật tử. Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Danh Lung bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đón tiếp Ngài Bộ trưởng và phu nhân cùng phái đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân chuỗi kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia. Tại buổi đón tiếp, Hòa thượng chia sẻ về cơ cấu tổ chức, các chương trình hoạt động Phật sự và thế sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Giáo hội có 13 ban viện và 4 học viện. Cả nước có 54.973 tăng ni, trong đó Nam Tông Khmer có 7.028 vị, tự viện có 18.544 tự viện, trong đó 462 chùa Nam Tông Khmer. Theo Hòa thượng, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo cùng sự nỗ lực của hệ phái, các chương trình Phật sự của Phật giáo Nam Tông Khmer đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và Phật giáo Việt Nam. Về hệ thống giáo dục, giáo hội có 4 học viện, trong đó có Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer đặt tại thành phố Cần Thơ, Phương viện Nghiên cứu Phật giáo Nam Tông Khmer đặt tại chùa Kadaransi, trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Phật giáo Nam Tông Khmer có 2 trường trung cấp Pali Nam Bộ và trung cấp Pali Khmer tỉnh Trà Vinh, cùng nhiều trường sơ cấp Nam Tông Khmer tại các tỉnh thành. Nhiều chư tăng Nam Tông Khmer đạt học vị tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân. Đặc biệt, vừa qua, nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, chùa Kadaransi tổ chức trao học bổng ươm mầm hữu nghị trị giá 500 triệu đồng trong 5 năm nhằm hỗ trợ lưu học sinh Campuchia, Lào và Việt Nam. Thiết thực hưởng ứng chương trình đối ngoại nhân dân, chùa Kadaransi đã kết nối và là điểm sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo văn hóa lễ hội của Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia, Thái Lan, lưu học sinh Lào, Campuchia và Khmer Nam Bộ. Đáp từ, Ngài Chit Sokhon, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, bày tỏ ấn tượng về những thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam Tông Khmer và chùa Kadaransi trong suốt thời gian qua đã tích cực đồng hành cùng đất nước Việt Nam tươi đẹp. Bộ trưởng bày tỏ niềm tri ân Hòa thượng Danh Lung cùng Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức nhiều chương trình kết nối và hỗ trợ lưu học sinh Campuchia, nhất là trong giai đoạn phòng chống Covid-19. Hơn thế nữa, Hòa thượng Danh Lung đã tổ chức nhiều đợt vấn an Đại Tăng Thống, cúng dường tịnh tài trường Đại học Phật giáo Prisianuk Raja, cứu trợ người dân Campuchia và Việt Kiều. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã chia sẻ về chủ trương chính sách về tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ Campuchia và mong muốn chư tăng và Phật tử chùa Kadaransi tiếp tục đồng hành cùng đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt chủ trương chính sách về đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.